Đặng Tùy Văn, Như Phi thâm cung nội chiến lộ gương mặt đầy nếp nhăn nhưng netizen vẫn khen đẹp. Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp nữ diễn viên Đặng Tùy Văn xuất hiện trên đường phố Thượng Hải. Tại đây, cô mặc vest vừa thanh lịch lại sang trọng, có rất nhiều fan vây xung quanh và tặng hoa nữ diễn viên. Ở tuổi 55, cô được khen ngợi vẫn giữ được nét cuốn hút, ngọt ngào và dịu dàng. Dân mạng bình luận, dù mặt đầy nếp nhăn nhưng trông đẹp hơn những người đã thẩm mỹ, tiêm Botox. Dẫu sao ở tuổi cô ấy như thế là quá đẹp rồi, cô ấy đẹp ngay từ khi còn trẻ. Đặng Tùy Văn là một trong những diễn viên trụ cột đài TVB thập niên 1990. Cô nổi tiếng với Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Hiệp Khách Hành, Khuynh Thành Tuyết, Ước Mộng Tình Xuân, Ngày Mai Trời Lại Sáng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng với sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm, Đặng Tùy Văn vẫn được xem là chị cả TVB. Hiện tại, Đặng Tùy Văn thoải mái với cuộc sống độc thân và chú trọng chăm sóc bản thân. Trả lời phỏng vấn trên SCMP, nữ diễn viên Hồng Kông khẳng định cô chấp nhận sự thật tuổi tác, cơ thể đang ngày một già đi. Nữ diễn viên khẳng định, sợ già đi không phải là tâm lý tốt, tôi không trang điểm khi không đi sự kiện trong nhiều năm nay, tôi muốn sống với tuổi thật của mình. Đặng Tùy Văn cũng thường xuyên tham gia những chuyến đi bộ đường dài cùng gia đình để rèn luyện, củng cố sức khỏe và cân bằng cuộc sống. Diễn viên 6X còn khẳng định bí quyết trẻ đẹp của cô phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe tinh thần. Theo đó, cô không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thay vào đó tận hưởng cuộc sống hiện tại để giữ cho đầu óc thoải mái, lạc quan. Nhờ đó, tướng mạo cũng được trẻ trung tươi tắn. Sau thất bại từ bộ phim Thâm Cung Nội Chiến 2 lên sóng vào năm 2013, Đặng Tùy Văn đã công khai chỉ trích kịch bản phim. Hành động này của Đặng Tùy Văn đã khiến TVB tức giận, đóng băng mọi hoạt động của cô. Sau đó cô rời TVB, thậm chí còn chỉ trích nhà đài đã vắt kiệt sức lực của cô. Ngay cả bộ phim Thâm Cung Nội Chiến đưa tên tuổi của Đặng Tùy Văn lên hàng ngũ sao hạng A cũng bị coi là tác phẩm đáng quên. Cô cho biết bản thân không mấy tự hào về tuyên truyền hình ảnh xấu xa, độc ác đến công chúng. Tôi không muốn tham gia phim cung đấu với những cuộc chiến tranh giành quyền lực không hồi kết nữa. Điều đó thật sự rất mất thời gian, nữ diễn viên nói. Hiện tại, nữ diễn viên 55 tuổi chỉ muốn đảm nhận vai có ảnh hưởng tích cực đến người khác. Tôi đã vượt qua giai đoạn bị thu hút bởi những vai diễn chưa từng đóng trước đây. Bây giờ tôi rất chọn lọc vai diễn, Đặng Tùy Văn khẳng định với SCMP. Tôi phải đọc toàn bộ kịch bản, tìm ra ý nghĩa đằng sau câu chuyện và nhân vật trước khi tham gia vai diễn nào đó. Rất khó để có kịch bản hoàn hảo trước khi phim bấm máy. Đó là lý do tôi không đóng vai chính nào trong thời gian dài, cô nói thêm. Theo lời Đặng Tùy Văn, những năm tháng làm việc ở đài TVB rất mệt mỏi. Tôi gần như bị vắt kiệt sức, phải thức đêm trằn trọc nhiều đêm liên tiếp để quay phim. Đến khi sang Trung Quốc đại lục đóng phim, tôi phát hiện ra những năm tháng ở TVB quá kinh khủng, ngôi sao đình đám nói. Tôi phát hiện ra rằng mình thực sự có thể được nghỉ ngơi đầy đủ khi đóng phim truyền hình ở Trung Quốc. Dù không đóng quay chính và phải đi quay ở nơi xa xôi hẻo lánh, tôi vẫn hài lòng. Trên thực tế, tôi không có cuộc sống đúng nghĩa khi làm việc ở Hồng Kông, nữ diễn viên khẳng định. Đặng Tùy Văn có đức tin mãnh liệt vào Chúa từ nhiều năm nay. Cô chăm chỉ đi lễ và khẳng định tôn giáo này đã giúp cô hiểu giá trị thực sự của mình nằm đâu, cũng như tìm được sự an yên trong cuộc sống. Tôi không còn lo lắng quá nhiều vào ngày mai, Chúa sẽ chăm sóc tôi. Trước đây tôi là người nghiện công việc, luôn nỗ lực để kiếm tiền và để được mọi người công nhận. Tôi đã lo lắng một ngày nào đó kỹ năng diễn xuất của tôi không còn và sợ có ngày rơi vào cảnh không còn tiền để sống. Nhưng hiện tại tôi biết yêu lấy bản thân mình bởi cuộc sống này là thứ vô cùng quý giá. Sự bình yên từ trong tâm và cảm giác an toàn là món quà lớn nhất với tôi lúc này,